Hello, xin chào quý vị khán giả của chương trình 360 độ ngon. Và hãy tính ra bữa nay hai đứa mặc đồ như học sinh luôn á. Còn không bonus thêm cặp kính nữa. Y chang nhau à. Và couple rồi đó. Nhưng mà cái quan trọng là ngày hôm nay đang ở Gò Vấp. Và chị biên tập giao rằng là hai đứa phải tự đi tìm cái quán ăn. Ở đây thì Ruby có rành không? Vấn đề là Bảo thích ăn gì chứ còn Ruby nghĩ là quán ăn ở Gò Vấp chắc là nhiều lắm á ha. Gò Vấp thì nhiều nhưng mà nghe nói là ở Gò Vấp vào buổi chiều á thì ăn vặt rất là ngon. Ăn vặt đó hả? Ăn vặt rất là ngon. Bảo có biết là món ăn vặt nào mà Bảo thích ăn món ăn vặt gì? Cái món gì đó nó ít béo một chút. Ví dụ như là bánh bao, bột chiên nè, những cái món ít ít béo đó. What? Bột chiên á hả? Ừ. Bột chiên có thể được á nha. Bột chiên. Ờ. Nếu như mà bột chiên thì trên đường này có một quán bột chiên rất là ngon. Quán gì? Bà một biết không? Một cái quán bột chiên có tên là A Bình. A Bình á hả? Và cái quán bột chiên rất là đặc biệt, bột chiên ngon và cái thứ hai đó là người chủ ở đây biết làm thơ và hát rất là hay nữa. Wow, vậy chúng ta phải đi thôi. Bây đi giờ liền đi nha. Ha. Ờ. Rồi, okay. Ok. Let's go. Con chào cô chú ạ. Chào cô chú. Dạ, con nghe mọi người giới thiệu về cái quán bột chiên của mình ở đây, chú bán được bao nhiêu lâu rồi? Làm cái nghề này cách đây là 26 năm rồi. 26 năm rồi. Năm 1993, tôi sinh đứa con đầu lòng là tôi đã mở quán bột chiên. Là chú bán ở đây luôn hay là chú bán ở đâu ạ? Ở đường Lê Văn Thọ. Bây giờ và bây giờ chú chuyển qua đây rồi ạ? Và quán bột chiên của mình là chỉ có một chi nhánh này thôi hay là mình còn nhiều chi nhánh khác ạ? Một duy nhất thôi ạ? Dạ vâng ạ. Nhưng mà con thấy rằng là ở đây bình thường á, con ăn bột chiên á thì sẽ không có chả lụa với lại pate. Ở đây thì mình tự bổ sung thêm hay sao vậy chú? Đúng là mình cảm thấy rằng một hôm mình tình cờ mình ăn một cái món bánh bánh giò. Dạ. Ăn thử một lát chả và kèm vô nữa, tự nhiên thấy ngon. Thêm một lát pate tự nhiên chút pate này thấy ngon. Dạ. Thì cảm thấy đó mình mới thêm vô là pate chả lụa nó bột chiên. Rồi thêm pate chả lụa rồi bắp cẩm nữa, ví dụ như ba món là bột nuôi há cảo chung lại luôn. Dạ. Rồi bắt đầu bỏ pate chả lụa vô nữa, nhiều người thích thì giờ cảm thấy từ đó mình làm luôn, bán luôn. Điều đó chính là điều đặc biệt để tạo có vị khác bột chiên quán A Bình đúng không ạ? Khác so với những cái điểm khác nữa. Nhưng mà hồi nãy anh có nói với lại Ruby á là ở đây thì ngoài cái việc là chú bán bột chiên thì chú còn có sáng tác thơ và lâu lâu rảnh rỗi thì chú còn ngồi hát nữa. Có đúng không chú mình? Đúng không, tôi là một người bình thường chỉ biết là xếp những cái trong cuộc sống á. Dạ. Thành lại vô vần thế thôi chứ còn không. Hồi trước chú có học thơ văn gì ở đâu không? Không, tôi là học sinh phổ thông mà sau này tôi đi học đại học lâm nghiệp. À, dạ. Học mình, lâm nghiệp tức mà là đi mình, ra mình, là mình yêu thơ ca, mình yêu nghệ. Dạ. Thuật quá đúng không chú? Ủa nhưng mà chú ơi, ở đây thì chú hay là cô là người làm chính cái món này? Lúc trước là tôi là chính vì. Dạ. Tôi đứng 20 mấy năm lần mà là tôi bị đau khớp á, nên vợ tôi thế. Đã 3-4 năm này vợ tôi thế để mà lao tôi đi chạy ở ngoài. Wow. À, vậy là nghĩa là chú và cô lấy nhau rồi xong rồi chú mới làm ra món bột chiên này hay sao ạ? Trước dệt vải. À. Hồi trước hai vợ chồng là đều dệt vải hết. Cùng quê Quảng Nam. À. Vào đây là dệt vải và cái nghề dệt là chính. À. Cuối cùng là không có dệt nó thành ra không thất bại cho nên là chỉ vẫn còn cái nghề này. À, từ khi có đứa con đầu lòng. Đi với bột chiên mà Bảo nghĩ rằng là cái chuyện là chắc có lẽ là hồi xưa là cô mến chú là cũng phải vì thơ ca. Thơ ca xong rồi cái cùng qua món bột chiên là yêu luôn bột chiên. Món bột chiên là yêu thêm nữa rồi sau đó là gắn bó thêm đúng không chú? Đúng đó, nó cũng có chút đỉnh. Nhưng mà bình thường á, con thắc mắc một chuyện rằng là mình đang đứng mình chiên bột như thế này thì mình có hát, có đọc thơ gì không hay là cái lúc mình rảnh rỗi thôi? Khách yêu cầu cũng có thể. Cũng có thể, cũng có thể. Hôm nay tụi con là khách tới đây ăn bột chiên và tụi con muốn mời chú sáng tác một bài thơ dành cho tụi con được không ạ? Nói về bột chiên, lấy bốn chữ bột chiên A Bình. Dạ. Để đọc đầu mỗi câu. Dạ. Dạ. Bột vua xung trận khoác hoàng bào, chiên trường khói lửa vít tầng cao. A ha yên dạ người quân tử, bình ổn tâm can hách cồn cào. Wow. Hay quá chú ơi. Chỉ là cái món bột chiên thôi mà nghe hoành tráng rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ chú ơi, con xem chú chiên cái món bột chiên này được không ạ? Được. Dạ. Em bật mí một bí mật là em chưa bao giờ ăn bột chiên luôn. Thiệt không? Thật sự em chưa bao giờ ăn bột chiên bởi vì bao nhiêu lâu rồi? Em ở Sài Gòn 11 năm rồi. 11 năm mà chưa bao giờ ăn món bột chiên. Tại vì em thật sự là rất là ít đi ăn vặt đấy. Hay là sợ béo? Không, em
thực ra là cơ thể em đấy không phải là béo được. Em là kiểu người mà em không giống như anh. Em ăn hoài không béo chứ không giống như ai đó. Những điều này là anh với Vinh Rau sợ lắm nên là em đừng nhắc đến. Nhưng mà tại vì em không có sở thích ăn vặt á, cho nên là em cũng không có hay đi ăn uống, cho nên cũng không biết nhiều. Và món bột chiên này em đã nghe rất là nhiều rồi, nhưng mà đây là lần đầu tiên, chắc chắn hôm nay sẽ là lần đầu tiên em thưởng thức món này. Nếu như mà những cái bạn mà học sinh hay là sinh viên ở Sài Gòn thì hầu như là nhắc đến bột chiên thì ai cũng phải biết, ít nhiều họ cũng phải thử một hai lần. Còn ngày hôm nay là lần đầu tiên VB thử cái món bột chiên này. Chính xác. Và em rất là háo hức xem thử là món bột chiên nổi tiếng. Em có muốn quan sát không? Em có muốn quan sát cô làm một xíu không? Có. À, con nãy giờ con quên hỏi chú Bình là mình bán từ mấy giờ mấy giờ mấy chú? À, cái thời giờ mở cửa là 4, từ 4 giờ cho đến 11 giờ, 1 giờ khuya. 4 giờ là mở cửa, bán tới 7 tiếng. Là sau đó là mình dọn hàng vô hay là mình còn ngồi mình đàn hát thêm chút nữa? Nếu mà cảm thấy rằng nó ấy ấy có gì nó vui vui thì làm vài bản cho nó vui. Hoặc là những lúc mà nó khách nó vắng á thì mình cũng ngồi mình đánh vài bản cho vui, đọc ngâm một vài tờ bài thơ tự mình sáng tác vậy đó. Review nó nào ăn món này lắm, bởi vì review nghe đồn là hôm nay bảo sẽ bao review món này đúng không? Ai đồn? Bà nói. Có không? Có. Hồi nào? Hồi nãy. À rồi ok. Bây giờ vậy mình gọi hai phần ha. Ok. Đầy đủ luôn. Đầy đủ. Chú ơi cho con hai phần đầy đủ nha. Rồi. Dạ. Rồi bây giờ mình vô trong thôi. Đây, phần của Bảo đến rồi đây. Wow, con cảm ơn chú á. Nhưng mà chú ơi, bây giờ một xíu chú hát cho con nghe được không? Hát cũng được, muốn hát cũng được, ngâm thơ cũng được, thơ tôi sáng tác cũng được. Dạ. Muốn gì thì phục vụ nó. Vậy thôi bây giờ con đợi chú rảnh khách một xíu rồi con với chú ngồi hát ha. Dạ, con cảm ơn chú nhiều ạ. Rồi, còn bây giờ thì là phần của mình, thưởng thức. Chắc là ngày hôm nay thì nhân vật chính vẫn là Ribi khi mà lần đầu tiên ăn cái món bột chiên này. Đúng rồi, nhân vật chính ăn sẽ là Ribi. Dạ, Ribi ăn nhiều hơn Bảo nha. Nghĩ sao, tất nhiên là vậy rồi. Đầu tiên là cái mùi thơm trứng, rất là thơm trứng đúng không? À đây là trứng á hả? Trứng chiên, tại vì một cái phần rất là quan trọng trong một cái miếng bột chiên đó là trứng. Bột được chiên một cái lớp vàng dọn lên rồi cho đập thêm trứng vô á. Và lúc nãy Ruby có thấy có cả xíu mại với lại cái này là gì ta, gọi là giò đúng không? Ô cái này là chả đúng không? Chả lụa, cái đó là chả lụa và có thêm pate nữa. Và cái mấy cộng này là cộng đu đủ đúng không? Cái này là đu đủ bào sợi nè, cái này là đu đủ bào sợi. Để ăn là chấm vô đây hay là lấy cái này chan nước? Bây giờ mình sẽ lấy cái phần nước tương này được pha sẵn rồi. Một là mình chấm đấy cũng được, hoặc là nếu mà mình thích ăn mình có thể chan vào trong này, tại vì cái nước tương này không có mặn. Ok, đưa nước tương này rất là vừa luôn. Nhưng mà bình thường á thì cái gọi là cái món bột chiên mà chính gốc á ở quận 5 á thì sẽ không có pate với lại chả lùa. À, bột chiên chính gốc là không có pate. Không có pate với chả lùa, còn ở đây thì có, chú bổ sung thêm. Vị đầu tiên. Tại vì nãy giờ Ruby mới chỉ lấy cái miếng trứng ở ngoài để ăn đấy. Trứng thôi đúng không? Giống như trứng chiên Ruby hay chiên. Nhưng mà bây giờ sẽ ăn trong phần trong nào. Nhưng mà đảm bảo là một xíu như thế nào kết hợp với chả lụa với pate là ăn ra như bánh mì luôn. Ok. Cái phần này là phần chả lụa đúng không? Đây, cái này là cái gì về Bảo? Hồi nãy hỏi là gì? Nãy nói là gì? Cái này là gì? Chả lụa hả? À, đây. Phải. À, cận vô. Máy cận vô giùm Bảo. À, xin khẳng định Ruby đây nói là miếng chả lụa. Đây là thành phần chính trong cái phần bột chiên này. Đó là cái phần miếng bột chiên đó. À, đây là miếng bột chiên. Ok, lúc nãy Ruby nhầm. Chả lụa là cái này nè. Chả lụa là cái này nè. Ai bảo? Ok rồi. Ok ok. Cái này có thể là chả lụa được. Không sao, lần đầu tiên ăn bỏ qua được. Xuất sắc không? Ngon lắm không? Thích nhất cái gì trong đó? Nước tương thì ngon rồi, không nước nói. Nước tương ngon hả? Nhưng mà cái vị rất là đặc biệt. Nó hơi giòn giòn đó đúng không? Như bình thường á, nếu mà mọi người bột nghĩ bột chiên này làm từ cái bột gì nhỉ? Ngon quá. Có ba tê nó càng thôi tối về mình search Google đi. Tối về search Google biết bột chiên làm gì. Tưởng đâu là Bảo rành ăn lắm, hỏi gì cũng biết, ai ngờ thật đâu. Thật ra Bảo rất là thích cái món bột chiên này. Nhưng mà tại vì á, đây là một cái món mà nó nhiều dầu quá, hơi nhiều dầu một tí. Nên là mình giảm cân á, là mình ít ăn chút. Thôi bỏ đi, mình ăn tiếp đi. Ăn đi nha. Nhưng mà phải nói lại một cái chuyện đó nha. Đó chính là bình thường á, những cái quán bột chiên khác á thì cái miếng bột này nó ngấm dầu nhiều. Ăn vô cảm giác nó bị ngấm dầu á. Nhưng mà cái này mình ăn vô nó giòn hả? Chiên đúng không? Đúng rồi, đó là miếng bột chiên. Và phủ bên ngoài của miếng bột chiên đó làm cho nó thơm và nó ngon, đó là cái phần trứng. Trứng. Và cả pate nữa đúng không? Pate thì lúc này Bảo chưa thử, tại vì từ trước giờ Bảo ăn thì những cái chỗ kia nó không có pate. Không có pate, chỉ có như thế này thôi. Tại vì cái phần
bột chiên này không có bị ngấy nhiều, nên là khi mà kết hợp chung với cái phần pate á, nó sẽ cho một cái vị rất là béo, thơm pate, lạ miệng. Nhưng mà Bảo nghĩ cũng tùy của mọi người, riêng với Bảo thì Bảo cũng rất là thích nếu mà cho thêm cái phần pate này vô, rất là ngon. Nếu mà chính gốc người Hoa đó thì có thêm một cái phần đó là xá bấu. Xá bấu là cái gì ta? Damn! Xá bấu là cái phần cà rốt, củ cải muối á. Ở Sài Gòn có rất là nhiều những quán bột chiên như thế này. Và thấy rằng là các bạn tùy mỗi gu mỗi người á, thì đều có thích một cái chỗ riêng dành cho mình. Nhưng mà ở đây khá là ngon. Thật sự phải nói là ở đây rất là ngon. Từ nãy giờ mình nói mà mình chưa có giới thiệu cho các bạn cái địa chỉ. Là số 28. Đường 18. Đường 18. Phải số 28 không? 28, đường 18, phường 8, quận Gò Vấp. Quang Trung Gò Vấp. Số 8 không à? À đâu phải Quang Trung đâu, đây là đường 18. Từ đường Quang Trung đi vô đúng không? Đúng rồi, từ đường Quang Trung chạy vô đường Lê Văn Thọ. Rồi sau đó Lê Văn Thọ ở trên, rồi sau đó quẹo vô. Rồi đi bên kia hả? Tới Quang Trung xong tới thẳng đường 18 nó tới. À rồi ok, đường nào mình cũng vô được ha. Nói chung là các bạn sợ địa chỉ thì cũng rất là dễ ra. Đúng rồi. Ngon quá. Tính là nếu mà cái này để bụng đói ăn là ngon nhất. Đang đói ăn không? Ăn cái gì đó nếu mà ăn trước hơi nhán, nhưng mà ăn cái này ngon à. Giờ sao làm chương trình á? Ăn cái trễ xíu. Đến đói. Tao nhìn đói nguyên ngày á. Nên tối nó quay cái này. Cái lúc mà chuẩn bị quay á, bấm máy cái xỉu. Nghỉ quay. Đặc biệt là chủ quán rất là nhiệt tình nó. Làm thơ ca cho tụi mình nghe nó. Thay vì cuối tuần á, các bạn đi cà phê acoustic á, thì bạn cũng có thể đến đây ăn bột chiên acoustic. Cuối cùng cũng hết. Vậy là từ nãy giờ, tính ra từ nãy giờ ăn thì Ruby thích cái gì, điểm gì? Những món bột chiên. Cái sợ sật mà Ruby nói á. Cái dai dai á. Cái giòn giòn dai dai của cái phần bột chiên. Nhưng mà tính ra mấy món, nếu mà buổi chiều có muốn ăn món này tiếp không? Có, muốn. Ok. Đây sẽ được đây sẽ là món được liệt vào danh sách ăn vặt của Ruby. Sao đang cơm nguội hả? Cơm nguội ăn mỗi ngày. Rồi ok, tính ra thì nãy giờ thì mình đã giới thiệu cho quý vị khán giả về cái món bột chiên A Bình. Thì ở đây thì các bạn đến đây thì sẽ thưởng thức cái phần bột chiên rất là ngon nha, không bị ngấy dầu quá nhiều, và kết hợp chung với đó là cái phần pate với chả lụa thì ăn cũng rất là vừa miệng và rất là ngon nữa. Và rất là đặc biệt so với các món bột chiên khác mà Bảo đã từng ăn đúng không? Đặc biệt hơn, ngon hơn một cách rất là vừa vặn luôn. Nhưng và mà giá cả rất là phải chăng nữa. Giá cả phải chăng. Và phần còn lại đó chính là, còn một cái điểm rất là hay nữa, đó chính là được chú Bình sẽ đàn hát cùng với mình sau khi mà... chú Bình đó thì ở đây thì khi nào chú rảnh hoặc là lúc mà khách yêu cầu thì chú sẽ lúc mà vắng vẻ một chút thì vắng vẻ chú một sẽ chút bắt đầu ngồi và đàn hát. Đàn hát cho mọi người. Còn bây giờ thì Bảo, Ruby và cùng quý vị khán giả sẽ thưởng thức tiếng hát và đàn của chú Bình. Tôi hát không hay, đàn cũng dở, nhưng cũng chuyên phục vụ bài hát mà Lê Hữu Hà sáng tác, đó là bài Tôi Muốn. Tôi muốn mừng tìm đến thiên nhiên, tôi muốn sống như loài hoa hiền, tôi muốn mầm một thứ có cây, vui trong gió và không ưu phiền, tôi muốn đời hết nghĩa thương đau, tôi muốn thay tình yêu ban đầu. Em có thấy hoa kia mới nở trong giây phút nhưng đẹp tuyệt vời, như hạnh phúc thoáng qua mắt rồi giờ đâu còn tình đầy nhưng nát vui. Tôi muốn thành loài thú đi hoang, tôi muốn sống như loài chim ngàn, tôi muốn cười vào những que hoan, tôi muốn khóc thương đời điều tàn. Chú ơi, từ nãy giờ chú đàn rồi đọc thơ nè, con có một cái câu hỏi từ lúc trong lúc mà con ngồi con nghe chú, đó chính là hồi xưa cô có mê chú vì cái khoảng là thơ ca với đàn hát này không? Cũng có chút một chút thôi chứ không. Kể là con nghe một xíu được không? Con thấy hơi tò mò. Cô của chú á là giới thiệu bà xã trẻ hơn một giáp là 12 tuổi. Nhưng mà cũng nhờ cái đợt mình có cái bài ca Tết cho em á.
mình phải nhớ cái bài, bài ca Tết cho em. Là cái bài này là cái bài An Y hồi xưa. Bài ca Tết cho em. Tết này không bài Tết này anh còn cái mức là ngồi đó đang bây giờ cái gật lạc cái tông như hồi xưa mà nếu của chúng ta đúng rồi 20 phút đại ngồi rung quá đàn đâu được hơi hồi hộp chút thông cảm. Tết này anh không thèm cao mức. Rồi mình chơi nhạc chay luôn nè, mình khỏi đàn mình hát chay luôn rồi. Tết này anh không thèm cao mức vì đã có môi em thơm ngọt tợ sáng hồng. Tết này anh không thèm đi chơi cine hay nhạc hội Đà Lạt hay Vũng Tàu vì đã có em đem lại mộng đời tô thêm vào lòng người chan chứa mọi buồn vui. Tết này anh không thèm đốt pháo vì tiếng cười em rộn rã lòng anh rồi. Wow. Tết này anh không thèm chơi đánh bài vì trong vòng tay anh đã có em ngọc ngà. Tết này anh cũng chẳng chơi hoa vì mỗi em cười chan chứa cả buồn xuân. Ngọt vậy thì làm sao mà không yêu cho được. Hồi đó đánh hợp lắm, đánh vô hay lắm. Dạ, cảm ơn chú Bình rất là nhiều. Và tính ra là ở giữa Sài Gòn nhộn nhịp như vậy mà ở một cái quán ăn có tiếng đàn, tiếng hát như thế này, mình cũng cảm thấy là cái cuộc sống nó bình yên trở lại, nó chậm hơn một tí, nó thoải mái hơn rất là nhiều. Và con cũng cảm ơn chú Bình rất là nhiều ngày hôm nay với những là bài thơ cũng như là những cái bài hát mà chú, cũng như là câu chuyện nữa chú gửi đến tụi con. Và cũng xin cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình 360 độ ngon ngày hôm nay. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những món ngon tiếp theo.